Kể từ khi về tay nhà tài trợ mới MP Bank Hoàng Anh Gia Lai, với cái tên đầy đủ là MP Bank Hoàng Anh Gia Lai, đã liên tiếp được bơm tờ pin tiền thưởng. Mới đây, các thành viên đội bóng tiếp tục nhận 700 triệu đồng từ nhà tài trợ. Trong buổi thăm đội bóng tại sân tập, Bầu Thụy, chủ tịch đội đồng quản trị MP Bank, đã thưởng nóng cho Hoàng Anh Gia Lai 300 triệu đồng. Ngoài ra, các cán bộ công nhân viên của Hoàng Anh Gia Lai cũng được tưởng khoản tiền tổng cộng 400 triệu đồng. Như vậy, chỉ trong vài ngày, Hoàng Anh Gia Lai đã nhận khoản tiền lên tới 1,2 tỷ đồng từ nhà tài trợ mới. Bởi hôm 19 tháng 11, món 500 triệu đồng đã được giải ngân cho các thành viên đội bóng, đánh dấu dòng tiền đầu tiên chảy vào túi đội bóng sau khi Hoàng Anh Gia Lai đổi tên. Những liều doping vừa qua giúp Hoàng Anh Gia Lai an tâm thi đấu trong bối cảnh đội bóng đối mặt với nhiều khó khăn. Câu lạc bộ này lần đầu tiên sau 2 thập kỷ được bàn giao cho nhà tài trợ mới, trong khi kết quả thi đấu trên sân chưa có dấu hiệu được cải thiện. Họ dự thua Công An Hà Nội 1-2 ở cúp quốc gia để kéo dài chuỗi trận kém cỏi lên con số 7. Tính cả 3 trận giao hữu đầu mùa, Hoàng Anh Gia Lai đã không thắng tới 10. Họ thua 9, hòa 1 ở quãng thời gian này. Và tính từ đầu mùa, Hoàng Anh Gia Lai đang có mạch 3 trận thua liên tiếp. Nhận khoản tiền thưởng dù đội nhà thua liên tục, chắc chắn các cầu thủ phố núi sẽ tự nhủ phải chiến đấu cực lực để đền đáp niềm tin của các ông chủ. Ngày 3 tháng 12 tới, Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiếp câu lạc bộ Bình Dương trên sân Pico với mục tiêu phải thắng, cắt đứt chuỗi trận tệ hại và thoát khỏi vị trí bét bảng.